quốc tế phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay đối với đối tượng người đi làm, sinh viên ra trường đi làm và người đi làm. Vậy cho nên là hầu như mình thấy là ở tất cả thành phố lớn và cũng các tỉnh thành cũng đang dần dần là học du lịch rất là nhiều. Vậy cho nên là mọi người chắc là sẽ có nhiều băn khoăn về vấn đề học du lịch như thế nào, nên bắt đầu từ đâu và trình độ các bạn ở ở trình độ hiện tại thì các bạn có học được du lịch hay không, rồi thì học du lịch như thế nào thì tốt đúng không ạ, rồi thì cả là cái phần nghe rồi phần đọc đúng không, thì mình học như thế nào vân vân. Thì trong cái clip này thì mình hy vọng là sẽ chia sẻ với các bạn càng nhiều thông tin càng tốt, ít nhất là cũng là từ một người có kinh nghiệm. Mình đã từng thi du lịch 2 lần và với cái bài thi gần nhất của mình là mình đã từng thi du lịch rất nhiều lần, nên trong đấy có 2 lần được 990 ạ. Thì trong đấy cái lần thi gần nhất mà được 990 đó là bài thi ngày mùng 5 tháng 7. Mùng 5 tháng 7 năm 2013, với bài thi này mình được 990 thì 90 du lịch. Thì đây là cũng là một cái mô tả một cái phiếu điểm thi du lịch. Thì đây là bài thi du lịch nghe đọc và mỗi một cái phần thi ấy, listening thì được 495 đến 495, reading thì 495 đến 495. Trước đây cách đây 2 năm thì mình cũng thi được 990 990 vào tháng 10 năm 2011 thì mình cũng thi được 990. Và từ đó đến nay thực ra là mình thi TOEIC rất là nhiều. Thì đặc thù công việc của mình là làm giáo viên. Vậy cho nên là nhiều khi cái mức độ cập nhật ấy, mình phải đi thi để mình cập nhật thêm cho học viên những cái dạng bài ra sát hơn với bài thi. Mình thi khá là nhiều, hầu như là tháng nào cũng thi, thậm chí là thi cùng với học sinh để mình nắm được những cái bài cập nhật nhất. Thì qua đó thì mình cũng nắm được rằng là bài thi TOEIC thì càng ngày càng khó hơn, càng ngày càng khó hơn. Bài thi TOEIC mới thì có cái sự sửa đổi từ năm 2007 cho đến nay. Thế nhưng mà cũng từ năm 2007 đến nay thì cái bài thi TOEIC mới cũng có những cái sự thay đổi nhất định, và mình thấy là càng về sau thì lượng bài thi TOEIC, cái lượng câu hỏi khó ấy, ngày càng nhiều hơn và bài đọc cũng rắc rối hơn rất là nhiều. Thế cho nên là mình cần phải càng ngày càng chuẩn bị tốt hơn ấy. Nếu không thì các bạn nếu như vẫn một cái trình độ đấy các bạn đi thi TOEIC, càng về sau các bạn lại càng kém đi. Đấy cũng là lý do tại sao mà mình thi TOEIC rất là nhiều, thế nhưng mà cũng chỉ có 2 lần là may mắn được 990 thôi. Nhưng mà cái chuyện mà được điểm tối đa rất khó. Thông thường thì cái điểm của mình range khoảng tầm độ 970, 975, 980, 985 cũng rất là nhiều. Nhưng mà 990 đặc thù là chỉ có 2 lần là đạt được 990 thôi ạ. Đấy, là cái này rất là khó. Thế thì khi mỗi lần thi được 990 thì mình lại yêu cầu AIG. AIG Việt Nam, đơn vị độc quyền tổ chức thi TOEIC tại Việt Nam. Ở Hà Nội thì các bạn có thể đến văn phòng của AIG Việt Nam tại 75 Giang Văn Minh, thì đây là trụ sở chính của AIG Việt Nam và đơn vị tổ chức thi. Thì mỗi khi được 990 thì mình yêu cầu AIG mình tốn thêm độ hơn 15 đô ấy, tức là hơn hơn 300 ngàn để xin thêm một cái chứng chỉ trong hành tráng ạ. Cái chứng chỉ này thật ra là họ cũng nói với mình là chứng chỉ này không có ý nghĩa gì khi mà mình đi xin việc. Khi xin việc thì mọi người chỉ cần là cái tờ thông báo kết quả điểm là ok. Thế là mình thì làm kỷ niệm, thi thoảng được 990 làm kỷ niệm là mình lấy thêm cái chứng chỉ, cái bằng này nữa. Cái này nó mới là TOEIC Certificate of Achievement. Cái này thì nó chỉ là cái gọi là cái report thôi, score report, cái thông báo điểm thôi. Thế này thì không những là nó có điểm của mình nhá, ảnh điểm như thế nào, thì nó lại còn có thêm ví dụ như là một số cái kỹ năng ấy, nó đo được ấy là mình làm đúng được bao nhiêu. Thì thật ra thì mình cũng không hẳn là làm đúng hết 100% đâu, mình chỉ đúng khoảng độ 99 98 đến 9% thôi. Đấy, nhưng mà từng cái kỹ năng một thì cái kỹ năng nào được 100% người ta cũng ghi 100 100 100 100. Cái này thì có 90 95% thôi. Tổng cộng của bốn bốn cái phần kỹ năng này thì chia vào thì vẫn đủ để mình đạt được điểm tối đa. Thật ra là một cái bài thi nó nhiều câu hỏi như vậy thì để làm đúng hết cũng rất là khó, nhưng người ta tính là trung bình nhá, mình làm được 98 99% là mình cũng đã là xuất sắc rồi. Đấy, cho nên là người ta cũng cho mình cái điểm tối đa như thế này. Thế thì sơ qua về cái bài thi TOEIC ấy, thì TOEIC các bạn, nếu như các bạn muốn đăng ký dự thi TOEIC thì các bạn vui lòng mà đến các cái địa điểm trụ sở chi nhánh của AIG Việt Nam. Ở Hà Nội thì mình ở Hà Nội thì mình sẽ đăng ký dự thi tại AIG Việt Nam số 75 Giang Văn Minh. Ở hiện thời điểm hiện tại thì ngoài cái địa chỉ là số 75 Giang Văn Minh là địa chỉ của AIG Việt Nam, thì AIG Việt Nam còn có cộng tác với cả LanguageLink để tổ chức kỳ thi này tại LanguageLink với mức phí rồi quy trình tổ chức dự thi và cấp bằng đều giống y hệt, và cũng là do AIG Việt Nam tổ chức ạ. Có địa điểm thì là ở 62 Yên Phụ,
62 Yên Phụ. Vậy thì ở Hà Nội thì hiện tại thì mình thấy là chủ yếu mọi người thi ở hai địa điểm này, một là IG Việt Nam 75 Giang Văn Minh và thứ hai là thi tại Language Link ở 62 Yên Phụ ngay dốc Hoàng Thàn đó. Đó, thì đấy là cái cách thức để mọi người đăng ký dự thi TOEIC. Dự thi TOEIC thì bài thi này thì chúng ta nhớ là bài thi TOEIC này hiện tại là đang có hai kỹ năng, là kỹ năng nghe đọc, bài này là rất phổ biến hiện nay, đó là TOEIC nghe đọc. Ở bài thi này thì mình sẽ mất 35 đô, tương đương với tiền Việt hiện tại là 735 ngàn để các bạn đăng ký dự thi tại IIG Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có một cái bằng, có chứng chỉ, một cái chứng chỉ, một cái phiếu điểm đấy ạ. Và cái chứng chỉ TOEIC này hiện tại đang được công nhận quốc tế. Các bạn mang cái chứng chỉ TOEIC này ra khỏi biên giới quốc gia Việt Nam thì người ta vẫn công nhận là tiếng Anh của bạn đang ở cái mức độ đấy của bài thi TOEIC, đấy rất là có giá trị. Nếu như các bạn mang cái chứng chỉ khác là không có giá trị. Hiện nay những cái bằng có giá trị mà đang rất phổ biến hiện nay là TOEIC, TOEFL, TOEFL IBT và IELTS. Thì ba cái kỳ thi đấy, ba cái kỳ thi quốc tế được công nhận, được công nhận quốc tế, tức là bạn mang bằng đấy ra nước ngoài qua các trường, qua các cái cơ quan nước ngoài thì người ta công nhận cho bạn là trình độ tiếng Anh của bạn đã được chứng thực. Và với cái bài thi này thì đây cũng là một trong những bài thi mà họ giữ chất lượng, cái chất lượng đánh giá, quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Vậy cho nên là cũng không có chuyện là làm giả hay là chúng ta có những cái hành vi gian lận trong bài thi này, được tổ chức cực kỳ nghiêm túc và nghiêm ngặt. Cho nên là có thể nói là cũng là một trong những kỳ thi, một số ít những kỳ thi mà hiện nay đang giữ được chất lượng cao, đủ khả năng để đánh giá trình độ của thí sinh, vì chúng ta không có ăn lận được trong những bài thi như thế này, nên là khả năng đánh giá rất là cao. Thì cũng lưu ý cho mình, bài thi này là bài thi TOEIC nghe đọc. Hiện nay ở các đơn vị cơ quan chức năng ở nhà trường này, trường đại học này, rồi thì các cơ quan nước ngoài, trong nước ngoài thì công nhận bài thi TOEIC này nha. Hiện tại đang cũng bài thi TOEIC này, TOEIC nghe đọc, listening và reading đấy ạ. Nhưng mà cũng lưu ý cho mình là không phải là TOEIC chỉ có nghe và đọc, chúng ta có hai bài thi TOEIC, một là TOEIC nghe đọc, listening và reading, bài thi thứ hai là bài thi speaking và writing ạ. Và đôi khi thậm chí chúng ta có thể thi một kỹ năng speaking không cũng được ạ. Tức là nó chia làm hai bài. Bài nghe đọc này thì là thi liền, còn bài nói thì có thể thi hoặc là speaking không hoặc là speaking và writing. Thế thì bài listening và reading này thì phí là 35 đô, còn cái bài speaking này thì là phí là 60 đô. Thế còn nếu mà mình thi cả speaking và writing thì phí là 80 đô ạ, rất là đắt. Hai cái bài thi này là mình thi trên máy tính, mình nói và mình viết đều ở trên máy tính đấy. Thì nhiều người nói rằng là TOEIC là không có kỹ năng nói và viết là sai ạ. Có bài thi nói viết ạ, có và có đàng hoàng ạ. Đấy ạ. Thế nhưng mà ít người thi hơn, lát nữa thì mình sẽ phân tích cho các bạn vì sao ít người thi cái bài thi này. Đấy. Thế còn hiện tại thì mọi người nếu mà nói bằng TOEIC thì thường mọi người khen cái này nữa, khen cái này nhiều hơn. Từ là thi tại trường đại học, các trường đại học trên cả nước, rồi thì đăng ký vào các cơ quan, rồi các công ty nước ngoài vân vân thì đều TOEIC nghe đọc vậy thôi ạ. Vì người ta chưa có nhắc đến cái bài thi TOEIC nói viết này. Vì sao? Thật ra là nói ra hai bài thi này là 35 đô, tức là mình tốn sẽ khoảng độ là 735 ngàn dự thi đấy chứ. Đấy, còn cái bài thi này, hiện tại là mình cũng thi bài thi này và cũng đang hướng tới là được điểm tối đa của cái bài thi này. Thì bài thi này là 80 đô, 80 đô, rất là đắt. Mà thực ra thì mình nghĩ rằng là speaking và writing nó mới là quan trọng. Vì nếu như để nói về cái nguồn nhân lực để mà đi làm ấy, thật ra là speaking và writing mới là quan trọng. Chứ còn listening và reading nó chỉ là nó dễ, nó rất là bình thường. Cái này mới là cái quan trọng. Nhưng mà vì cái này nó khó hơn. Khó hơn. Mình sẽ giải thích cho các bạn là sao khó hơn nhá. Cái này bài thi này là nghe đọc đúng không? Bài này là bài nói và viết. Giữa nghe và nói ạ. Các bạn thấy cái nào khó hơn ạ? Listening khó hơn hay là speaking khó hơn ạ? Mình cho rằng là speaking là khó hơn. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng đồng tình với mình là speaking khó hơn. Vì lý do là sao? Nghe, đồng tình với rất nhiều người sợ nghe nhá, không nghe được đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà giữa nghe và nói thì thôi cứ nghe khi vẫn còn đỡ hơn là nói ạ. Có nhiều bạn nghe được rồi ấy, nhưng mà không speaking được. Speaking hoặc là vì nó nói về chuyện học, một cái khóa học nhá, mình học nghe, các bạn chỉ cần học cho mình một khóa TOEIC, hai khóa TOEIC các bạn nghe được ngay. Nhưng các bạn học speaking, tôi nghĩ các bạn phải học với ba bốn khóa thì may ra các bạn mới cảm thấy tự tin tương đương với lại khi các bạn học khóa listening. Đó, khó hơn vì là listening là mình chỉ nghe thôi, mình nghe mình tích ABCD. Nhiều khi các bạn không nghe được nhưng các bạn tích vẫn đúng đấy ạ. Nhưng speaking là họ yêu cầu bạn, đòi hỏi bạn phải tự nghĩ ra, bạn tự nghĩ theo cái yêu cầu của đầu bài, các bạn nói ra người ta chấm rồi, bạn nói có đúng không, phát âm có đúng không,
ý nghĩa có hay không, idea sáng tạo không, rất nhiều vấn đề. Speaking rõ ràng là khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cái thứ hai là reading và writing. Reading và writing thì sao? Bây giờ đành rằng là nhiều người nói rằng reading cũng khó, đưa ra một bài đọc, đúng không ạ? Chúng ta đọc chúng ta chưa hiểu được. Nhưng mà giữa reading và writing thì tôi đồ rằng là writing vẫn khó hơn nhiều lần. Reading mình đưa ra một cái bài, đúng không ạ? Xong sau đấy là có 5 câu hỏi đấy, tích đi. Không đúng hết được cả năm nhưng mà cũng chẳng mấy khi mà lại sai hết cả năm, được chưa? Nhưng mà writing, writing là sẵn sàng có những người bỏ trắng luôn thì chả hiểu bài viết như thế nào, viết cái gì, nó viết như thế nào. Thế thực ra giữa hai cái bài thi này thì listening và reading nhẹ hơn speaking và writing rất nhiều. Và cái listening và reading này nó thật ra nó chỉ là cái bị động thôi, passive. Người ta nói mình nghe và người ta đưa cho mình một cái bài đọc, mình đọc xong rồi mình tích ABCD, cái phần này là phần passive, mình chủ động, mình bị động, đúng không ạ? Người ta đưa cho mình làm thôi. Còn cái này speaking writing, cái này là chủ động active, mình phải tự nghĩ ra mình nói cái gì, mình nghĩ ra đoạn viết cái gì, viết xuống như thế nào. Tôi nghĩ là cái này thì mình sẽ tốn thời gian để học hơn nhiều lần, nó phí cũng lại cao hơn nhiều, đúng không ạ? Riêng cái mức phí cũng cao hơn rất là nhiều. Một lần đi thi như thế này, có một tháng thì tôi đi thi cái TOEIC nghe đọc phải một lần, nó speaking writing là phải 2 tháng một lần. Sao phí đắt hơn, phí đắt hơn. Và hơn nữa thì cái số lượng bài thi ấy không phải lúc nào mình cũng thi được. Cái bài thi speaking writing này ở Hà Nội thì hiện tại một tháng chỉ có một bài thi thôi, thi trên máy tính ấy. Họ gửi kết quả sang Mỹ để họ chấm rồi đấy thì họ lại trả lại kết quả cho mình. Còn bài listening và reading này thì cái phương thức thi rất là đơn giản, thi trắc nghiệm 100%, làm trên IELTS sheet, chấm trên IELTS sheet. Vì cho nên là cái bài này thì ít tiền hơn này, thi dễ hơn này, điểm cao hơn này. Nói chung là nữa lại là có rất nhiều cái đợt thi rất là nhiều mà cũng không đủ để đáp ứng cái nhu cầu thi TOEIC hiện nay. Thi TOEIC hiện nay cực kỳ phổ biến rồi, ngày càng nhiều hơn số người cần phải thi cái bài thi này. Đấy, tất cả mọi người đều thi cái này hết ạ. Chả mấy ai thi cái này và thậm chí là còn chẳng biết là có cái bài thi này luôn. Chỉ nghĩ là TOEIC có 2 kỹ năng này thôi. Đấy. Thế này thì mình cũng phân tích cho các bạn để các bạn nắm được thêm thông tin. Thế có bạn thì lại thắc mắc với mình là bây giờ có 3 cái bài thi, đó là TOEIC, TOEFL và IELTS. Các bạn hỏi là cô Mai Phương cho em biết là bây giờ em cần thi cái gì, đúng không? Em thi cái gì? TOEIC hay là TOEFL hay là IELTS? Bây giờ em là sinh viên năm thứ tư rồi, em không biết là thi cái gì để ra trường, bây giờ là bên ngoài cần cái gì, đúng không? Thì bây giờ cái thi cái nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là các bạn cần cái chứng chỉ này để làm gì, được chưa? Cần để làm gì? Ví dụ như thế này, nếu như các bạn cần để đi làm không thôi nhá, thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần TOEIC là đủ. Vì TOEIC này là cái bài thi tiếng Anh dành cho người đi làm, tiếng Anh về giao tiếp quốc tế. TOEIC này là nó viết tắt của cái từ là Test of English for International Communication. International Communication nó nghĩa là giao tiếp quốc tế, đúng không? Đấy, giao tiếp quốc tế. Thế thì cái bài test này kiểm tra về mức độ giao tiếp quốc tế, mình giao tiếp được, mình nghe hiểu được, mình đọc cũng biết được, rồi thì mình nói được, mình viết được. Thế cái bài thi này dành cho gọi là Business English cũng không sai, nó dành cho người đi làm, đúng không? Còn hai cái này, TOEFL và IELTS, thì mình biết là TOEFL bây giờ đã chuyển sang thi trên máy tính rồi ạ, TOEFL IBT, đúng không? Thì TOEFL IBT và IELTS thì là dành cho học sinh đi du học. Nhớ ạ, du học thì mình mới cần đến hai cái bài thi này. Thì ví dụ như là IELTS thì mình sẽ đi Anh và các nước mà thân Anh, thuộc Anh, thân Anh, ví dụ như là Anh, Úc này, Canada này, New Zealand này, đúng không? Thì mình sẽ, người ta sẽ chuộng chứng chỉ IELTS hơn. Các trường đại học ở đây, Cambridge, vân vân các thứ là họ IELTS, chứ là họ không có TOEFL đâu. Thế còn TOEFL IBT thì mình đi Mỹ, sinh, đúng không? Mỹ này, sinh này, rồi thì một số nước xung quanh đó thì họ chuộng TOEFL IBT hơn. Và nếu như mình đi nước nào thì mình phải nghĩ mình học cái bài thi nó phù hợp. Ngoài ra nữa, đi du học thì thực ra không phải chỉ có IELTS và TOEFL, có thể phải học thêm cả SAT, bài SAT ấy ạ, SAT hoặc là GRE nữa, vân vân, tùy theo từng cái cấp học có những cái yêu cầu riêng, đúng không? Thế thì hai cái này chủ yếu là dành cho người đi làm, dành cho người đi học, đi du học, đúng không? Còn TOEIC là dành cho người đi làm. Và hai cái du học này ấy, thì hai cái mảng này thì thường ở đây là mảng tiếng Anh học thuật. Cho nên là cái chủ đề của hai cái thằng TOEIC và thằng IELTS này, một cái bài thi này, chủ đề của nó rất là đa dạng, nó rất là rộng, từ các chủ đề văn hóa, rồi xã hội, văn học, rồi thì khoa học, rồi thì tự nhiên, vân vân. Nó rất nhiều các cái chủ đề ạ, chủ đề nhiều lắm. Và thứ hai là nó lại đi theo một cái hướng phân tích là academic. Academic tức là gì đấy ạ? Học thuật.
cái hướng phân tích, cái approach của nó, cái tiếp cận của nó là cái hướng được học thuật thì nó rất là khác. Còn TOEIC là gì? TOEIC là International Communication, được chưa? Tức là giao tiếp quốc tế, và Business English, tức là tiếng Anh thương mại. Thế thì cái này nó chỉ xoay quanh những cái chủ đề về business và office thôi. Ví dụ như business kinh doanh, rồi thì office văn phòng, nó gồm có những cái chủ đề gì? Thì các bạn, nó rất là sâu vào những cái chủ đề đấy. Ví dụ như là hợp đồng, ví dụ như là công ty, đúng không? Ví dụ như là mối quan hệ sếp đồng nghiệp, rồi thì là nói về khách hàng, đúng không ạ? Rồi thì nói về các cái tình huống trong giao tiếp trong công việc. Trong công việc có những cái tình huống gì, cái chỗ này nó cover hết ạ. Thậm chí là kể cả những cái chủ đề nó rất là sâu trong cái đời sống hàng ngày của một người công, một người nhân viên đi làm, có những cái chủ đề gì TOEIC nó cover hết tất cả chủ đề đấy. Thậm chí kể cả chủ đề như là nói xấu sếp, nói xấu đồng nghiệp có luôn, được chưa? Có hết ạ. Đấy, thế thì cái này, vậy này là dành cho những người đi làm, còn cái này là tiếng Anh đi học, học thuật, đi du học. Vậy là mọi người cũng nắm được là nên thi cái gì. Mình gợi ý cho các bạn, nếu như các bạn ở Việt Nam đi làm chỉ cần cái này. Bây giờ hiện nay các công ty thì yêu cầu TOEIC nghe đọc rất là nhiều, thì mình thi cái bằng này, mình thi điểm cao cao một chút. Hôm sau đấy các bạn nên học thêm cả speaking writing, vì là hiện tại thì có thể họ chưa yêu cầu, nhưng biết đâu đấy một thời gian nữa họ sẽ thấy là thực ra nói với viết mới là quan trọng. Active này là mình biết có đáp lại được không mới là quan trọng. Chứ còn nhiều khi gửi một cái email đến, đúng không ạ, việc hiểu nó cũng là một chuyện rất đơn giản, không nhất thiết cứ phải học TOEIC bạn mới hiểu được cái email đấy, nếu mà chỉ để hiểu. Vì rất đơn giản là nếu như mà cần, đúng không ạ, Google Translate một cái là xong luôn, nếu không cần học luôn, được chưa? Thì mình translate một lát là mình sẽ ra được ngay cái nội dung của nó là gì, hiểu quá dễ luôn, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ muốn nói là để khi mà người ta đưa ra, ví dụ người ta đưa ra một cái thư phàn nàn về dịch vụ, đúng không ạ? Và mình muốn gửi thư đáp lại như thế nào, mình sẽ cần cái kỹ năng writing. Hoặc ví dụ như mình nghe nói người ta nói về cái chủ đề đấy, nhưng mà mình đáp lại ra sao, kỹ năng về speaking. Nếu như mình có thêm cái speaking và writing nữa thì nó quan trọng hơn cho người đi làm. Nhưng mà dù sao thì ở cái thời điểm này mọi người đều quan tâm đến cái này trước ạ. Tất cả mọi người đều quan tâm đến cái này, cố thì cái này điểm cao đã thì ăn nói gì để nói đến cái này. Với hại là do yêu cầu, các công ty bây giờ chỉ yêu cầu cái này, cứ cần cái này đã. Thì những cái công ty mà yêu cầu nhiều nhất về TOEIC nghe đọc thì có thể nói đến như là các hàng không, đúng không ạ? Tất cả các hãng hàng không đều yêu cầu TOEIC ạ. Vì là ngay cả trong TOEIC cũng có những cái bài nghe về sân bay và về trên máy bay như thế nào, nói với khách hàng, nói về những cái hành khách trên chuyến bay hoặc chuyến tàu như thế nào, có hết luôn. Nên nó rất là sát. Nên sao ở các hãng hàng không thì đều yêu cầu TOEIC nghe đọc. Rồi thì các cái công ty nước ngoài có vốn đầu tư nước ngoài, hoặc là các trường đại học đầu chuẩn đầu ra ấy, thì cũng đều hướng đến cái khả năng giao tiếp quốc tế đi làm được, thì họ cũng sử dụng TOEIC. Thế vì vậy cho nên là bây giờ nói là TOEIC thậm chí là phổ biến hơn là IELTS và TOEFL rất là nhiều. Phổ biến hơn tại Việt Nam, rất là phổ biến. Thế bây giờ mình sẽ đi sâu tiếp cho các bạn một số cái câu hỏi thường gặp khi mà mình đề cập đến cái bài thi TOEIC nghe đọc. Trong cái video clip này thì mình sẽ đi sâu vào cái phần bài thi TOEIC nghe đọc. Các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về bài thi TOEIC nghe đọc. Mình sẽ đi sâu vào bài thi này. Thì bài thi TOEIC nghe đọc thì chúng ta gồm có kỹ năng nghe và kỹ năng đọc. Và bài thi này nó bao gồm có những phần thi như thế nào, thời gian như thế nào, cách thi như thế nào thì mình sẽ phân tích luôn. Kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng nghe, listening. Và kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng đọc, reading. Như mình đã nói là có bài thi TOEIC nói viết. Thế nhưng mà hiện tại do chưa được yêu cầu cao về cái bài thi này, mọi người chỉ có tập trung vào nghe đọc, thì mình sẽ hướng dẫn trước về bài thi TOEIC nghe và đọc. Thế thì nghe phần đọc thì bài thi này thì diễn ra trong vòng 2 tiếng. Nên trong vòng 2 tiếng rất là dài, đặc biệt là với những người mà chưa học tiếng Anh nhiều, hoặc là không biết nhiều tiếng Anh, hoặc là kém tiếng Anh, thì cái bài thi này là cũng khá là khó, mệt mỏi đối với bài thi TOEIC. Và bởi vì là thời gian thi rất là dài, 100 câu hỏi cho phần nghe và 100 câu hỏi cho phần đọc. Phần nghe hết 45 phút và phần đọc là hết 75 phút, tổng thời gian là 120 phút. Và là rất, thời gian rất là dài. Rất là sốc đấy ạ, gây sốc đấy ạ, với những người mà thi TOEIC lần đầu, thậm chí là học xong TOEIC một khóa rồi xong đi thi vẫn thấy sốc luôn, vì bài nó dài, nó nhiều, nó rất là dài, được chưa? Và cũng lưu ý là một số người ạ thì lại có một cái băn khoăn là cô Mai Phương ơi, cho em hỏi là có khi nào bài thi TOEIC sẽ gộp 4 kỹ năng nghe, đọc, viết vào không? Nếu mà gộp 4 kỹ năng này vào thì em chết.
Em thì em chỉ nghe với lại đọc được thôi chứ em không nói viết được, đúng không ạ? Thế thì tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì không có một cái nguồn tin nào đáng tin cậy về cái vấn đề người ta sẽ gộp bốn kỹ năng vào. Vì TOEIC hay ở cái chỗ là TOEIC tách ra làm một bài thi nghe đọc với nói viết thì người ta mới thi TOEIC nhiều. Thì nếu mà gom vào thành bốn kỹ năng thì chắc người ta chuyển sang thi IELTS hoặc TOEFL bằng cái nó những cái chứng chỉ đấy nó rộng hơn, nó hay hơn nhiều. Nó cái TOEIC này chỉ có mỗi là tiếng Anh đi làm, đúng không ạ? Thì TOEIC chia ra làm hai bài thi thì nó mới có cái giá trị của nó. Và bài thi này nó dễ, nhiều người thi, thế nên cái số lượng người đăng ký thi nó vượt trội như ở điểm, thời điểm hiện nay. Cho nên là tôi nghĩ IG Việt Nam, cho nên vị tổ chức thi của chúng ta cũng chẳng dại gì tách gộp hai cái bài thi này vào. Phải tách ra một bài nghe đọc, một bài nói viết, nhiều người thi hơn. Một điểm thứ hai ở mặt chuyên môn, tôi nghĩ rằng cũng sẽ ít khi có trường hợp gộp hai bài thi này, trừ trường hợp là người ta phải redesign lại toàn bộ bài thi, format của bài thi người ta phải thiết kế lại. Bởi vì sao? Các bài thi này riêng nghe với đọc là đã 120 phút. Nói và viết nữa thì lại thêm mấy tiếng nữa ấy. Thì một bài thi tổng lại là mấy tiếng thế trong một buổi thì tôi nghĩ là không ai thi được. Không ai thi được. Đúng không? Hầu như trong một buổi là chỉ có thi được hai kỹ năng thôi. Chứ còn IELTS thì phần speaking thì ngắt ra một buổi riêng thì không nói, nhưng mà cái phần thi nghe, thi đọc và thi viết là liền trong một buổi hơn 3 tiếng, được chưa? Thì là mình thi cả một 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 buổi như thế luôn, speaking với giám khảo là mình speaking ở một phần khác. Thì bài thi nó như vậy. Nhưng bài thi này nếu mà đã hai tiếng như này nghe với đọc rồi là đã phát sốt rồi, được chưa? Và bây giờ lại còn thêm nữa thì rất là khó. Vậy cho nên tôi nghĩ trong một thời gian ngắn thì chúng ta không phải quá lo lắng về vấn đề là họ có gộp bốn kỹ năng hay không, chỉ lo rằng các công ty bắt đầu phát hiện ra nhân viên của chúng ta giỏi nghe và giỏi viết, à giỏi đọc ạ, nhưng mà nói không nói được câu nào, không viết được, họ yêu cầu là phải nộp cả hai cái bằng này, thì đấy mới là điều đáng lo ngại. Chúng ta sẽ phải thi hai bài, một bài nghe đọc, một bài nói viết, và rất nhiều khả năng là bài nghe đọc điểm rất cao nhưng nói viết điểm thấp. Đấy, cái sợ là sợ ở cái điểm đấy, thì chúng ta không sợ hay gì gộp hai bốn cái kỹ năng này vào. Bây giờ quay lại cái bài thi nghe và đọc, listening và reading. Ở đây là 45 phút nghe và 75 phút đọc, được chưa? Và tổng thời gian của chúng ta là 120 phút dự thi. Liền tù tì luôn đấy ạ, 120 phút. Và lưu ý là 120 phút này đã bao gồm cái thời gian chúng ta phải tô và answer sheet. Answer sheet. Answer sheet là một cái phiếu trả lời câu hỏi. Người ta có các cái phiếu mà trong đấy có các cái đáp án trắc nghiệm ABCD. Đây là bài thi trắc nghiệm 100%. Và người ta có những cái dấu khoanh với bốn đáp án ABCD như thế này. Và ví dụ như các bạn chọn đáp án B chẳng hạn, thì các bạn sẽ tô tròn và tô kín ở đáp án B như thế này. Thì các bạn sẽ được tính là, nếu mà đáp án B đúng thì bạn sẽ được tính là đáp án đúng. Và chúng ta sẽ tô 200 câu như vậy, 100 câu nghe, 100 câu đọc, và tô theo cái dạng như thế này, tô tròn tô kín vào hết cái đáp án này, được chưa? Và nhớ là 120 phút này đã bao gồm thời gian tô answer sheet. Đây là cái điểm rất dở đối với hệ số X. Nếu mà chúng ta không có mẹo thi thì chúng ta sẽ cũng sẽ rất là khó khăn khi mà chúng ta làm quen với cái dạng này. Vì lý do là ví dụ như bài thi IELTS chẳng hạn, tôi cũng thi IELTS và được điểm rất cao. Thì khi mà mình thi IELTS thì người ta có 10 phút để mình chuyển những cái câu trả lời của phần nghe của mình ấy, chuyển vào answer sheet. Nhưng mà hệ số X không vậy. Anh nghe và anh phải tự tìm thời gian để mà tô là shit. Ê, hết giờ tôi thu, đúng 120 phút xong tôi thu. Mà anh không tô kịp, đấy là việc của anh điểm thấp, đấy là việc của anh. Được chưa? Nó khó ở chỗ đấy. Vậy cho nên là mọi người cũng phải phải học cái phương pháp tô nào cho nó nhanh. Với thứ hai là tô vào lúc nào, mình dành thời gian vào lúc nào. Đấy. Với thứ hai là bài thi này là một bài thi nghiêm cấm là take notes vào đề. Nghiêm cấm take notes vào đề. Trước đây ấy, thì họ cho thích nốt vào để thoải mái. Thế cho nên là cái việc thi, ví dụ đặc biệt là thi phần nghe ấy, khi mà chúng ta nghe, chúng ta được thích nốt vào để chúng ta gạch chân dưới các từ keywords, việc đấy rất là dễ. Và chúng ta nghe với cái tốc độ nghe của TOEIC cũng không khó mấy, điểm rất là cao ạ. Nhưng mà từ khi TOEIC nghiêm cấm thích nốt, không được thích nốt, đặc biệt là phần nghe không có thích nốt gì hết, đấy ạ. Nếu thích nốt vào một cái là bạn sẽ bị lập biên bản, các bạn mất điểm thi, thậm chí các bạn bị cấm thi. À, không ai được phép tô answer sheet luôn, không ai được phép take notes trong cái phần thi luôn. Thì cái việc này tự rất là khó. IELTS là take notes thoải mái, xong mới có 10 phút để transfer câu trả lời vào answer sheet. Nhưng mà chỗ ấy không có và lại còn cấm take notes vào đấy. Đấy, nó để làm cái bài thi chỗ ấy nó khó lên ạ. À. Khó lên, càng ngày càng khó vì như vậy. Được chưa? Đấy, và vì thế cho nên là mình cũng phải có những cái mẹo, đặc biệt là trong phần nghe, nghe làm sao
không được thanh nôn, không có được gạch chân gạch chiếc gì cả, chúng ta chỉ có nhìn như thế và nghe và tôi nói chuyện thôi, làm nào điểm cao. Thì đấy cũng là cái đòi hỏi giáo viên học sinh, chúng ta phải có cái mẹo nhất định đối với phần này đó. Thế thì bây giờ tôi đi sâu vào từng cái phần một nhá. 100 câu nghe chúng ta chia ra làm 4 part. Part 1, phần này là phần mô tả tranh, picture description. Picture description. Phần này của chúng ta có 10 câu hỏi tranh ạ. 10 questions, 10 pictures. Có 10 bức tranh, 10 bức tranh. Để mình sẽ nghe những cái câu mô tả cái bức tranh này. Ví dụ như là người ta đưa ra một cái bức tranh, cô này cô ấy đang đi thang cuốn ở trong siêu thị ạ. Người ta cô ấy đang đi thang cuốn đi lên. Đấy chưa? Đáp án A, người ta bảo là cô này cô ấy đang đi xuống thang cuốn ạ. Đáp án này đáp án đúng hay sai? Sai. Cái tranh là đi lên nhưng cô lại cái câu mô tả là đi xuống, sai. Đấy ạ. Câu đáp án B là cô ấy đang đi lên thang máy. Đáp án này đúng hay sai? Sai. Vì đây là thang cuốn chứ không phải là thang máy, đúng không ạ? Thang máy thang cuốn khác nhau. Đáp án C là cô ấy đang sử dụng thang cuốn. Đáp án này là đáp án đúng. Được chưa? Okay. Thì có 4 đáp án ABCD như vậy. Mình sẽ nghe xem là câu nào nó mô tả đúng nhất cái bức tranh đấy thì mình quay. Đương nhiên một câu đúng thì 3 câu còn lại sai. Và nó sai ở chỗ nào mình phải nghe được. Thì đấy là cái phần đầu tiên. Phần này ở bài thi TOEIC cũ thì có 20 câu tranh, nhưng bài thi TOEIC mới thì chỉ có 10 câu tranh thôi. Part 2, Part 2. Hỏi đáp, question response. Question response. Phần này chúng ta có 30 câu hỏi ạ. Questions response, response. Đây là hỏi và đáp, có 30 câu hỏi, hỏi đáp. Hỏi như thế nào? Ví dụ người ta hỏi là where is the meeting room? Phòng họp ở đâu? Phòng họp ở đâu? Đáp án A lại bảo là I'm hungry, tôi đang đói, chả liên quan, đúng không ạ? Đáp án B, is the first room on the right? Đó là phòng đầu tiên ở bên tay phải. Đấy thì đáp án đấy là đáp án đúng vì nó chỉ cái nơi trốn, đúng không ạ? Nơi trốn phòng nào? Is the first room on the right? Là phòng đầu tiên ở bên tay phải. Như vậy, còn đáp án C là at 2 o'clock, lúc 2 giờ. Thế không đúng, ở đây là câu hỏi where the meeting room. Như vậy, ở đây chúng ta có 30 câu hỏi dạng hỏi đáp, chúng ta sẽ nghe cả hỏi và cả đáp ạ. Rất hay ở chỗ là cái bài part 2 này là bài thi duy nhất trong phần thi TOEIC là nó chỉ có 3 đáp án ABC, chỉ có 3 đáp án thôi. Nên là may, tại vì mình phải nghe một câu hỏi nhưng mà mình nghe 3 đáp án thôi. Nhưng mà nghe 4 đáp án ABCD thì là rất là khó ở phần part 2 này. Nhưng may để có 3 đáp án ABC lại thành bài dễ. Được ạ? Thế phần này sẽ là phần 1 với phần 2 này là những phần mà khá là chậm và dễ. Cố gắng là học tủ được hai cái phần này. Đấy. Phần này thì cũng là cái phần mà chúng ta không có đả động gì đến cái đề bài cả. Vì đề nó chả có gì hết. Mình hoàn toàn chỉ nghe không ạ. Nghe cả hỏi và nghe cả trả lời luôn ạ. Mình nghe cả hỏi cả trả lời và nghe xem cái đáp án trả lời nào trong số 3 cái đáp án ABC đấy, đáp án nào đúng nhất với câu hỏi đó thì mình khoanh. Ok chưa? Đấy là cái yêu cầu của phần part 2. Part 3. Ở phần 3 của bài thi listening thì chúng ta dạng bài là short conversation, bài hội thoại ngắn. Short conversation. Bài hội thoại ngắn này chúng ta có 10 đoạn hội thoại ạ. Và mỗi cái đoạn hội thoại này thì có 3 câu hỏi. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ có 30 câu và 10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi, 30 câu. Đó. Tương tự như thế thì ở phần part 4 chúng ta có bài short talks, bài nói ngắn. Short talks, bài nói ngắn. Thì chúng ta có 10 bài talk, mỗi bài cũng có 3 câu hỏi thì cũng nhân lên là 30. Ở đây chúng ta thấy là 30, 30, 30, 10 chẳng 100 đúng không ạ? Đủ rồi nhá. Thì ở hai cái bài này, hai cái dạng bài part 3, part 4 này là một cái dạng bài thi nghe rất phổ biến. À, hầu như ai học tiếng Anh cũng nghe rồi, tức là nghe hiểu và trả lời câu hỏi thôi. Đấy ạ, một cái đoạn hội thoại hoặc một cái đoạn talk nó có 3 câu hỏi đấy, nghe xong trả lời. Không có vấn đề gì ạ. Được chưa? Ví dụ là người đàn ông với lại người phụ nữ nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Một người nói là hôm qua anh có đi học không? Đúng không ạ? Thì người đàn ông mới trả lời là hôm qua tôi không đi học được bởi vì là xe ô tô của tôi bị hỏng và tôi phải đưa ô tô đến gara cho nên là tôi không đi được. Đúng không ạ? Cái người kia mới nói là thế thì anh đã bỏ lỡ một cái nội dung rất quan trọng, đó là về cái việc tăng doanh số cho phòng sales ở tháng 10 đấy. Đúng không ạ? Cái người kia mới nói là thế thì tôi sẽ gặp ông John trưởng phòng, đúng không ạ? Trưởng phòng bán hàng để thảo luận về vấn đề này. Ví dụ thế, đây là một cái đoạn hội thoại. Được chưa? Và người ta sẽ có những cái câu hỏi. Ví dụ câu thứ nhất, tại sao người đàn ông này lại không đi làm?
đúng không? Đây đáp án là gì? Ông nữ câu thứ hai là người đông sẽ làm gì tiếp theo, đúng không ạ? Người ta sẽ nói là cô ông này sẽ nói chuyện với lại gì ạ? Ông trưởng phòng bán hàng, vân vân đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái đoạn hội thoại và sẽ có những cái đáp án, câu hỏi, đáp án mình nghe, mình lựa chọn. Ở phần part 4, short talks, thì talks cũng tương tự như vậy, nhưng mà talks thì khác gì với cả conversation ạ? Conversation là hai người nói chuyện với nhau, đoạn hội thoại. Còn talks, bài nói thì chỉ gì ạ? Chỉ có một người nói thôi. Ví dụ như là cô Phương đang có một bài giới thiệu talks về phương pháp làm bài thi TOEIC, đúng không ạ? Vậy câu hỏi thứ nhất là gì đấy? Câu hỏi thứ hai, vân vân, đúng không? Thì đây là chúng ta có 100 câu hỏi. Và lưu ý là nghe xong nhớ là phải tô theo sheet nữa. Tôi làm sheet trong 100 câu này. Thế thì đây là bốn cái parts nghe, part 1, part 2, part 3, part 4. Độ khó ạ, độ khó của phần này tăng dần. Tăng dần, có nghĩa là part 1 nghe cũng mà tương đối chậm ạ. Part 2 tăng dần. Trong part 2 này cũng có những câu ngắn, dễ, cũng có những câu dài, nhanh. Part 3, part 4 thì cũng có những bài dễ nghe được nhưng cũng có những bài khá là khó. Và ngay cả những câu hỏi, cái câu hỏi ở trong đề ấy, cái hai phần này là nó sẽ có câu hỏi đúng không ạ? Mình nhìn trong đề nó có mỗi bài có 3 câu hỏi sẵn đấy, đúng không ạ? Có những câu hỏi cũng ngắn dễ, những câu hỏi dài. Cả câu hỏi đáp án dài ơi dài. Được chưa? Thì đây là 4 part, 100 câu và thời gian nghe tổng cộng là 45 phút. Thế thì với cái phần phần luyện nghe này thì hẳn các bạn cũng có rất nhiều băn khoăn, ví dụ như là các bạn nên học như thế nào? Bạn không nghe được, các bạn làm thế nào? Đúng không ạ? Rồi thì part 1 thì có những cái mẹo gì, part 2 có mẹo gì, part 3 có mẹo gì, part 4 có mẹo gì. Mình có rất nhiều mẹo. Nhưng mà trong cụ tỉ là một cái video clip thì không thể nói được nhiều. Hiện tại ở đây thì mới chỉ dừng ở giới thiệu cái phần thi này cho các bạn quan tâm. Lát nữa mình sẽ giới thiệu thêm về cái việc là mình nên luyện nghe như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần reading. 100 câu 75 phút. Phần đọc nhá. Reading. Thì phần này như các bạn đã biết là chúng ta có 100 câu và làm bài trong vòng 75 phút. Thế ra thì mình cũng nói luôn là 75 phút thôi, nhưng mà thường thì là các bạn cũng sẽ không có đủ 75 phút để các bạn làm bài nghe đâu. Và nếu như trên kinh nghiệm của mình là muốn bài nghe tốt thì thậm chí là mình lại còn phải hy sinh thêm một ít phút của cái phần đọc hiểu này để mình tô analysis của cái phần nghe nữa cơ. Thế cho nên là mình sẽ tính ra chỗ này chỉ còn 70 phút thôi. Những 70 phút thì lại còn cái chuyện là phải tô analysis của 100 câu reading này nữa, đúng không ạ? Chứ đâu phải là 70 phút làm bài nét đâu. Đấy, mà đây là mình còn phải tua ra sheet nữa cơ. Cho nên là thật ra là phần đọc hiểu này là khó, rất khó để mà các bạn có thể được điểm tối đa của phần đọc hiểu. Mình chia sẻ rất thật. Mình thi nhiều khi phần nghe hầu như mình được 495, 495, nhưng mà phần đọc không phải lúc nào mình được 495. Mình toàn là không được điểm tối đa của phần đọc thôi. Rất là khó, rất là khó. Nhiều người nói rằng là nghe khó hơn, em đọc em còn đọc được, nhưng mà nghe em không đọc được. Sai lầm vậy suy. Càng về những người điểm cao, tức là hơn 700 hoặc hơn 800 ấy, thì hầu như là nghe được nhưng mà đọc lại bị mất điểm rất là nhiều. Đó. Thì với cái phần này nhớ ý cho mình là cách làm và cái phương pháp làm và đọc phải rất chắc chắn thì mình mới có thể thoải mái tự tin được. Đó. Thì với cái phần đọc hiểu này thì cũng lưu ý giúp mình là trong cái phần này thì có một cái lượng ngữ pháp nhất định là mình phải học ngữ pháp, còn lại thì cũng có một cái lượng đọc hiểu. Được chưa? Thế thì bây giờ đầu tiên là cái phần part 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 5. Part 5 của chúng ta đó là dạng điền từ vào câu, incomplete sentences. Incomplete sentences. Thì phần này của chúng ta bao gồm có 40 câu hỏi. 40 questions, 40 câu hỏi. Incomplete sentences. Incomplete tức là complete là đủ đúng không ạ? Incomplete là không đủ. Incomplete sentences tức là câu không đủ, nghĩa là câu nó thiếu một cái phần gì đấy mình phải điền vào. Rồi cái này là phần hoàn thành câu. Chúng ta có 40 câu hỏi về hoàn thành câu. Thì trong khoảng 40 câu hỏi này chúng ta sẽ có khoảng 20 câu ngữ pháp và 20 câu từ vựng. Và lưu ý là lượng từ vựng trong câu hỏi part 5 là nhiều không kém so với câu ngữ pháp đâu. Trước đây ấy, thì nếu bài thi TOEIC cũ thì là nhiều ngữ pháp. Thậm chí part 6 cũng là bài dạng bài sửa lỗi sai là dạng bài ngữ pháp. Nhưng bây giờ nó sửa rồi, nó không còn nhiều ngữ pháp nữa mà chỉ có một nửa ngữ pháp, một nửa từ vựng thôi. Vậy cho nên là cũng có một câu hỏi đặt ra là nhiều bạn nói rằng là cô ơi, em chưa học tiếng Anh mấy, ngữ pháp em rất là yếu, thì em có học được TOEIC không? Thì câu trả lời của tôi là hoàn toàn học được TOEIC, bởi vì cái ngữ pháp của TOEIC nó chỉ có khoảng trình độ 20-30 câu thôi, chứ còn lại là chủ yếu là nghe với lại đọc hiểu. Thì nghe với cả đọc hiểu thì lại không cần nhiều ngữ pháp ạ, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta cần từ vựng và chúng ta cần cái kỹ thuật
kỹ thuật thi. Cho nên là các bạn nhiều khi các bạn có thể học vào ngay các khóa, ví dụ như là khóa TOEIC A, sau đấy các bạn học tiếp TOEIC B là các bạn sẽ cảm thấy tự tin ngay về TOEIC. Mình không sợ mấy ạ. Thứ hai là ngữ pháp của TOEIC, lát mình phân tích nhá. Thì ngữ pháp của TOEIC cũng không nhiều lắm, không nhiều lắm. Nó chỉ một vài cái chủ điểm nó hay thi thôi. Chứ nó không dàn trải với bài thi tiếng Anh của thi đại học chẳng hạn. Hoặc là những cái bài thi khác nó đòi hỏi cái kiến thức về ngữ pháp rất là sâu. Kiểm tra nhiều câu ngữ pháp về TOEIC thì không. TOEIC thì kiểm tra một vài phần thôi, và nó rất là chuộng kiểm tra một số cái phần nhất định. Thì lát nữa mình sẽ phân tích cho các bạn. Passage của chúng ta là incomplete text. Incomplete text. Phần này là text chứ không phải là sentence nữa. Incomplete text này có 12 câu hỏi ạ. Incomplete text, text thì là đoạn văn. Bài này có 12 câu hỏi thì thường trên làm 4 bài, mỗi bài 3 câu, một cái đoạn. Ví dụ như là một cái đoạn thư chẳng hạn, nó đục 3 chỗ, xong mình sẽ điền từ vào 3 cái chỗ đấy. Được chưa? Cái text nha, text chứ không phải sentence nha. Ở phần này có 12 câu. Trước đây thì passage này là sửa lỗi sai. Thì những ai mà học ngữ pháp chắc thì tuyệt vời luôn. Văn 5, văn 6 làm rất nhanh, điểm rất là cao. Đấy, nhưng mà từ khi nó chuyển sang như thế này thì bài này tự dưng lại cũng thành nhiều bài toàn câu từ vựng, rất là khó. Tôi thi thoảng thí dụ gặp vào bắt 5, bắt 6 ấy, hôm nào mà trúng thì trúng thôi rồi ấy. Mà hôm nào không trúng ấy, thì cũng có một vài câu là từ gì cũng biết. Tôi nói luôn với các bạn, từ gì tôi cũng biết, câu đấy tôi cũng dịch được, từ gì cũng biết. Nhưng mấy cái từ đấy nó hơi na ná nhau một chút, mình không biết chọn từ gì. Nó là một cái tình huống mà ngay cả như tôi cũng chưa gặp, hoặc là tôi cũng chưa bao giờ phải lựa chọn giữa những từ nó xem gần như giống nhau như vậy, thành một câu rất là khó. Được chưa? Lần cuối cùng, part 7 là phần đọc hiểu. Reading comprehension. Đọc hiểu. Reading comprehension, đọc hiểu. Phần này chúng ta bao gồm có 48 câu hỏi. 48, 12, 40, chẳng trăm rồi đúng không ạ? 100 câu. Cái phần đọc hiểu này thì là chúng ta có 48 câu hỏi. Phần đọc hiểu thì các bạn biết rồi, bài đọc hiểu cũng là một dạng bài thi rất quen thuộc đối với bất kỳ một cái bài thi tiếng Anh nào. Người ta đưa cho các bạn một đoạn đọc, sau đấy là các câu hỏi. Các bạn hiểu như thế nào, các bạn trả lời câu hỏi cho chính xác. Vậy thôi ạ, yêu cầu của bài không có gì. Phần 48 câu hỏi này thì chia ra làm hai phần. Một phần 28 câu đầu tiên thì nó là những cái bài đọc hiểu đơn, single passages. Đọc hiểu đơn, single passages. Và 20 câu cuối thì nằm trong những cái đoạn là đoạn double passages, tức là đoạn đọc hiểu đôi. 20 câu cuối từ câu 181 cho đến 200 thì sẽ là bài double passages, tức là bài đọc hiểu đôi. Nó sẽ có 4 bài, mỗi bài 5 câu hỏi. Bài này chắc chắn là 4 bài 5 câu hỏi nhá. Đấy, 5 câu hỏi. Còn những cái bài này thì nó có từ 2 cho đến 5 câu. Nó có thể có bài 2 câu, có bài 3 câu, bài 4 câu, thậm chí có bài 5 câu, nhưng mà nó chỉ là đoạn single thôi. Còn bài này chắc chắn là 5 câu hỏi, đoạn double. Double ở đây ví dụ như người ta cho một cái email hỏi, xong rồi sẽ có một cái email trả lời lại, đúng không ạ? Hoặc ví dụ là người ta đưa ra một cái survey, đúng không ạ? Rồi người ta lại đi kèm với lại một cái thông báo, ví dụ thế. Đấy, thì nó gồm có hai đoạn, còn cái này là nó chỉ có một đoạn một thôi, đúng không? Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ nói với các bạn là, chia sẻ với các bạn, muốn được điểm TOEIC cao, các bạn cần học như thế nào. Câu hỏi này hẳn là nhiều bạn rất là quan tâm, đúng không ạ? Thì lưu ý là ở đây chúng ta đang nói bài thi TOEIC nghe đọc. Hai kỹ năng, kỹ năng nghe và kỹ năng đọc. Vậy thì sẽ từng kỹ năng một, nghe thì làm nào thì tốt, đúng không ạ? Nghe, listening. Các bạn rất là sợ nghe. Các bạn rất là sợ nghe. Muốn nghe tốt thì chúng ta cần làm những gì? Đầu tiên, các bạn hãy nghĩ rằng thực ra khi các bạn sợ ấy, là vì các bạn yếu, các bạn thiếu thông tin, các bạn yếu và các bạn chưa luyện tập nhiều thì các bạn mới sợ. Khi chúng ta đã học rồi, khi chúng ta đã nắm được nó như thế nào rồi, chúng ta có mẹo rồi, chúng ta practice rồi, mỗi lần practice chúng ta đều điểm cao chất gắt, tăng là các bạn không còn sợ nữa, đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta hãy nghĩ chuyện là học như thế nào, học như thế nào để không sợ nữa. Chứ còn cái chuyện sợ ở đây nhiều khi chỉ là cái cảm giác thôi. Học như thế nào, học nghe như thế nào để chiến thắng trong cái bài thi nghe của TOEIC thì các bạn lưu ý cho mình như sau. Tại sao các bạn không nghe được? Chúng ta cùng phân tích lý do tại sao mà các bạn không nghe được. Thứ nhất, lý do thứ nhất là do vấn đề từ vựng yếu, vocabulary. Từ vựng yếu thì các bạn không nghe được đâu. Tôi lấy ví dụ một câu như sau. I find it difficult to learn new words because I have amnesia. Các bạn nghe được những từ gì không ạ? Mình nói chậm lại nhá. I find it difficult to learn new words because I have amnesia.
các bạn chắc nghe được đoạn đầu đúng không ạ? Là I này, rồi thì find này, difficult đúng không ạ? Learn rồi là new words, tức là khó đúng không ạ? Khó, tôi này, khó này, rồi thì là học này, learn đúng không ạ? Từ mới này, new words. Toàn bộ từ đấy mình sẽ ghép lại thành một cái ý là đại khái là học từ tôi thấy là từ mới khó. Ok, rồi đoạn đầu xong, I find difficult to learn new words because I have amnesia. I have, các bạn vẫn biết, tôi có cái gì đấy, nhưng cái gì đấy là cái gì ạ? Đúng không ạ? Hoặc because I suffer from amnesia. I suffer from, mình biết là suffer from là ảnh hưởng bởi một cái căn bệnh gì đấy ạ. Nhưng mình không biết amnesia là gì ạ. Đấy ạ, thì amnesia có nghĩa là bệnh, chứng gọi là chứng hay quên. Tôi cảm thấy khó học từ mới bởi vì tôi bị cái chứng hay quên, chứng trí nhớ kém ạ, mất trí nhớ, rất là kém. Đây là tôi không học được từ mới. Được chưa? Vậy thì thật ra cái chỗ này là do cái từ này là từ mới, chúng ta chẳng bao giờ gặp cái từ này. Thế là các bạn không nghe được. Như vậy nếu như mà từ vựng yếu, đúng không? Người ta nói đến, ví dụ người ta nói là các bạn, người đàn ông và người phụ nữ họ đang đi bộ trong công viên. They are walking in the park. Họ đang đi bộ trong công viên. Các bạn nghe câu đấy có hiểu không ạ? They are walking in the park. Nghe hiểu không? Hiểu đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi nói là, tôi cũng có thể nói là họ đang nắm tay nhau đi bộ trong công viên. Đúng không ạ? They are holding hands. In the park, they are holding hands and walking in the park. Được không ạ? Cái câu đấy nghe vẫn ok, toàn từ dễ, nghe được hết. Nhưng bây giờ tôi lại nói sang câu là they are strolling in the park. Hiểu gì không ạ? Lại không hiểu. Vì tôi dùng cái từ là từ stroll ạ. They are strolling in the park. Stroll ở đây có nghĩa là thả bộ. Có bạn biết thì lại biết là đang thả bộ đúng không ạ? Lại giống như là walk. Từ này với từ walk như nhau, lại walk là đi bộ, còn the stroll là thả bộ. Từ này nó văn hoa hơn cái từ kia một chút. Vấn đề là cái hành động của nó vẫn chỉ là cái hành động đấy thôi. Nhưng vấn đề là có bạn biết, có bạn không, và bạn nào không biết thì là chịu, không nghe được. Được chưa? Đây là choice, nó dùng ví dụ như tranh phát màu, nó mô tả hai người đang nắm tay nhau đi bộ trong công viên. Có rất nhiều cách để mô tả cái bức tranh đó. Người ta dùng một câu là the man and the woman are strolling in the park. Không biết stroll nghĩa là gì. Xong. Ok. Thế là mình không nghe được luôn. Hoặc ví dụ như một tranh khác đúng không? Họ đang mô tả là cái cô này, cô ấy đang đi xem sách, đang tìm sách ở trong một cái hiệu sách chẳng hạn. Được chưa? Thì các bạn ấy nói là she is looking around, hoặc là she is looking for a book in a bookstore. Cô ấy đang tìm một cuốn sách. Toàn những cái từ dễ thế nghe được, she is looking for a book in a bookstore. Nghe được ngay cái gì đâu ạ? Đúng không? Nhưng bây giờ người ta lại dùng là she is browsing. Browse chuyển thành browsing, she's browsing in a library. Cô ấy đang đi browsing, tức là cô ấy đang đi xem vòng quanh, đang đi quanh quanh để cô ấy xem là chọn cái gì ạ. Đi xem một vòng, được chưa? Dùng từ browse, she's browsing in a library, lại không hiểu nó nói gì. Đấy. Vậy nên là cái từ vựng làm cái chuyện cực kỳ quan trọng với vấn đề nghe. Nếu như các bạn nghe được cái từ đấy, các bạn hiểu từ đấy nghĩa là gì, các bạn bắt đầu ghép vào là các bạn nghe được thôi mà. Thật ra cơ bản là cái chuyện đầu tiên là từ vựng yếu, các bạn mới không nghe được. Mà cái này lại quay lại cái vấn đề là em học mãi từ vựng mà em không nhớ đúng không? Rồi, lại cái câu hỏi tiếp theo là em học mãi từ vựng mà em không nhớ, em không biết làm nào để em học được từ mới. Thì lát nữa sẽ phân tích cho các bạn học từ mới như nào cho tốt nha. Cái quan trọng ở đây là mình xoáy sâu vào cái chuyện nghe như nào cho tốt, thì đầu tiên là cần từ vựng đã. Ok. Cái lý do thứ hai. Lý do thứ hai mà khiến các bạn không nghe được có thể là do về cái vấn đề phát âm, pronunciation, phát âm. Vấn đề phát âm. Ví dụ như tôi nói cái từ này. Từ này ạ. Các bạn đọc là gì ạ? Âm này các bạn đọc là gì ạ? Nhiều người đọc là purpose, sai. Được chưa? Purpose là sai, từ này là từ mục đích đúng không ạ? Mục đích, nhưng nó không đọc là purpose, này đọc là purpose. The purpose. Ví dụ tôi phải nói là cái bạn học cái khóa học này nhằm mục đích gì? What is your purpose of taking this course? What is your purpose of taking this course? Course khóa học, take this course, tham gia khóa học. What is your purpose of taking this course? Được chưa? Mục đích của bạn là gì? Nhưng mà vấn đề là purpose, nhưng mình lại đang nghĩ là purpose, lại cứ phải là what is your purpose of taking this course? Đấy, lại phải như thế thì mới nghe được cơ, thế thì chết. Được chưa? Đây là cái phát âm cũng rất quan trọng, phát âm chuẩn. Từ đấy phát âm như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái chuyện cái nhận biết của bạn về cái từ đấy. Nên là nói từ đấy bạn mới nghe được. Được chưa? Cái phát âm cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Nên khi mình học từ vựng thì nên đi kèm với cái chuyện học phát âm chuẩn.
ông có sao? Không, những cái từ này nhiều bạn đọc là bros, từ này đọc là strong thì thôi rồi. Lúc người ta nói là show làm sao mình hình dung ra từ này, mà browse làm sao các bạn hình dung ra từ này, các bạn lại nghĩ phải là browsing thì thôi rồi. Ok chưa? Đấy là từ vựng phát âm là hai cái đầu tiên quyết định cái chuyện có nghe được hay không. Nên là đừng có thắc mắc vì sao không nghe được, mà thay vào đấy là ngồi học từ vựng. Học từ vựng. Mà cái từ vựng này nó phải là cái từ vựng dành cho cái TOEIC nhé. Bởi vì là từ vựng trong cái thế giới tiếng Anh này, cái môn này nó rất là nhiều, nhiều lắm. Là mình sẽ học, mình sẽ rơi một cái tình huống là chúng ta rất là nản vì nó nhiều quá, nhiều quá khủng khiếp luôn. Làm sao mà em học được hết? Vậy thì trong TOEIC nó chỉ có khoảng độ, nó khoảng độ vài chục ngàn từ, vài chục ngàn thôi ạ, vài chục ngàn từ, vài chục ngàn cũng là nhiều rồi, vài chục ngàn từ thôi. Thì mấy chục ngàn này là những từ cần thiết cho mấy TOEIC. Các bạn học nhiều, ok, điểm cao. Các bạn học có bằng đấy thôi, thì các bạn được bằng đấy điểm thôi. Các bạn muốn như nào nằm ở quyết định ở bạn. Được chưa? Và tôi thì tôi có những cái sách, những sách từ vựng cho cái thi TOEIC. Được chưa? Rất quan trọng, nó cần thiết cho các bạn cái phần thi nghe này để nó đi với những cái từ vựng mà nó hay thi cho bài thi TOEIC. Thì các bạn học các bạn thấy nó trúng, học thấy nó có kết quả, mình thấy là mình nghe được đúng không? Điểm cao hơn các bạn có một chút động lực, có động lực này các bạn sẽ thích học hơn, các bạn lại học nhiều hơn, các bạn lại giỏi hơn. Cứ như vậy, cái vấn đề học tiếng Anh là như vậy. Từ vựng phát âm sai, đấy là hai cái lý do khiến các bạn không nghe được. Thế còn ngoài ra cũng có thể có những cái lý do khác nữa khiến các bạn không nghe được. Ví dụ như là người ta có thể nói nhanh quá, đúng không ạ? Nhanh quá em nghe được, nếu mà họ nói chậm, cô nói chậm là em nghe được, nhưng mà cô nói nhanh quá, nói tắt rồi thì là nói ghép từ rồi thì nói nối âm vân vân là nhanh quá em không nghe được. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được nếu như các bạn chịu khó practice. Nếu như bây giờ từ nào cũng biết mà vẫn không nghe được và làm bài vẫn sai thì chỉ có practice độ vài bài, tôi tin chắc là các bạn cũng sẽ nghe được. Được chưa? Ấy, bởi vì là nó cái này thì lại không khó, chỉ có khó là từ vựng không biết, phát âm sai thì nó mới lâu, mất lâu thời gian để mà ngồi học cho nên nhớ. Chứ còn nếu như các bạn đã có hai cái này rồi thì các bạn học thêm cái practice thêm vài bài, các bạn thấy trình độ lên hẳn, trình độ lên hẳn. Thế còn một cái nữa, ví dụ như là cái âm sắc điệu khác nhau, TOEIC có kiểm tra những cái giọng, ví dụ giọng Anh British English, giọng Anh Mỹ American English, thậm chí là giọng Anh Úc, thậm chí như thế ạ, tức là có nhiều cái giọng khác nhau ấy. Nhưng mà tôi thấy là Anh Mỹ là dễ nghe nhất. Ở những cái tiếng Anh hoặc là Anh Úc, thậm chí nhiều lúc những cái giọng khác có thể là cảm giác khó nghe. Thì cái này mình cũng practice thôi. Tất cả những cái lý do ở phía sau cô giáo nói thì chúng ta đều practice là chúng ta làm được. Nhưng cái quan trọng đọc cái câu ấy lên, được chưa? Thì có hiểu không? Chỉ sợ các bạn không hiểu thôi, nhưng mà nếu các bạn hiểu được rồi thì cái practice kia các bạn có thể luyện tập thêm với mình ở hai cuốn sách mà mình viết, đó là sách tự luyện TOEIC 900A, sách tự luyện TOEIC 900B. Các bạn học trong hai sách này, các bạn practice xong là các bạn hoàn toàn tự tin để đi thi, mình không còn sợ nữa. Còn cái từ vựng với cái phát âm này thì các bạn nên học theo một cái khóa học TOEIC nào đấy. Vì trong khóa học thì các thầy cô giáo sẽ cung cấp cho các bạn cái lượng từ vựng thực sự cần thiết cho bài thi TOEIC. Mình nói rồi, từ vựng tiếng Anh rất rất nhiều, nhưng mình học cái gì nó sát với bài thi để mình thi được điểm cao, mình trúng đủ, mình có cái động lực hơn thì đấy là cái mình cần, đúng không ạ? Vậy thì cũng nên học cho tôi cái từ vựng nó sát một chút, sát thật là sát càng tốt nha. Đó, thì đấy là nói về cái kỹ năng nghe. Bây giờ ta sẽ nói chuyện với nhau về kỹ năng đọc. Bây giờ ta sẽ nói chuyện với nhau về phần đọc hiểu nhá. Phần đọc này chúng ta biết là chúng ta bao gồm có phát 5, phát 6 và phát 7 đúng không ạ? Thế thì khoan hẳn nói đến phát 5 và phát 6. Hai cái phần này là điền từ vào câu và điền từ vào đoạn văn, thì phần này có ngữ pháp, có dạng câu hỏi ngữ pháp. Cái phần phát 7 của chúng ta là phần đọc hiểu, reading comprehension. Phần này có 48 câu hỏi. Mà ban nãy mình có phân tích là 48 câu hỏi này chúng ta có những câu hỏi về bài đọc hiểu đơn, single passages, và những câu hỏi về đọc hiểu đôi, double passages, đúng không ạ? 48 câu này với lại là 100 câu nghe, 100 câu listening, là chỗ này là khoảng tầm độ là 150 câu. Mình hỏi các bạn là 150 câu này, qua phần phân tích của mình nhé, các bạn để ý xem là phần này chúng ta có cần đến ngữ pháp không ạ? Đọc hiểu cần ngữ pháp không ạ? Nghe không cần ngữ pháp. Nghe chúng ta chỉ cần một ít ngữ pháp thôi, gần như là không cần đâu ạ. Nghe các bạn chỉ cần vài từ, các bạn hiểu từ đấy, các bạn nghe vào hiểu nghĩa, các bạn hiểu luôn. Cần gì ngữ pháp? Nếu mà các bạn nghe được ngữ pháp thì tôi nghĩ các bạn đừng thi TOEIC, các bạn thi hẳn IELTS cho thôi. Thì TOEIC dễ quá trình độ chúng ta.
Nghe các bạn không nghe được ngữ pháp đâu. Mà các bạn làm sao bạn nghe được nó là ngữ pháp gì? Các bạn chỉ cần vài từ thôi đã tốt lắm rồi. Điểm thi TOEIC đã chất ngất rồi. Được chưa? Nên nghe không cần ngữ pháp, đọc hiểu cũng vậy. Phần đọc hiểu này chúng ta có 48 câu đọc hiểu. Thế ra làm phần single passage 28 câu, double passage là 20 câu. Phần này chúng ta không cần ngữ pháp ạ. Vậy đọc cái bài này cần gì ngữ pháp? Đúng không? Cần gì ngữ pháp? Chúng ta đọc chúng ta hiểu nhưng mà chỉ cần từ vựng thôi. Đúng không? Chúng ta cần từ vựng. Nếu mà chúng ta có nhiều từ vựng, chúng ta đọc cái bài lên chúng ta hiểu hết. Đọc câu hỏi hiểu luôn, đúng không? A B C D như nào chọn luôn. Vậy cái quan trọng hơn ở hai cái phần nghe với phần đọc hiểu này, từ vựng. Và cái thứ hai đó là cái mẹo làm bài. Mẹo làm bài. Tips. Hai cái phần này mạnh thì là TOEIC điểm cao. Được chưa? 100 câu nghe, 48 câu đọc hiểu. Đây chúng ta cứ cho là làm tròn là 150 câu. 150 trên 200 là 3/4 bài rồi. Được chưa? 3/4 bài rồi, không cần ngữ pháp các em ơi. Chúng ta không cần ngữ pháp làm gì hết. Chúng ta chỉ cần từ vựng và mẹo thôi. Trong đó từ vựng chiếm khoảng độ 60-70%. Còn mẹo là chiếm chỗ còn lại. Được chưa? 30-40% là mẹo. Mẹo. Mẹo rất quan trọng. Ví dụ như là cái bài này, ở cái phần nghe part 1, part 2, part 3, 4 người ta thi dạng như thế nào, câu hỏi như thế nào, thường hay thi vào từ vựng gì, đúng không? Ừ, thì chiến thuật như thế nào, phải nghe được từ gì. Đấy là cái mẹo, mẹo rất quan trọng để giúp chúng ta đỡ bị nghe nhiều quá. Vẫn làm đúng, thậm chí nhiều chỗ chúng ta không nghe được nhưng mà chúng ta vẫn thích đúng. Tôi cũng chia sẻ thẳng với các bạn là tôi được 990 TOEIC nhưng mà có một số câu mà tôi không nghe được. Tôi không biết nói gì luôn. Thì là tôi chỉ nghe được có vài chữ thôi. Nhưng vấn đề là tôi chọn đúng ạ. Tôi chọn đúng hết. Được chưa? Tôi chọn đúng gần như đúng hết. Tôi được 990 chứ. Nhưng mà tôi không nghe được hết. Không cần phải nghe hết. Thậm chí là tôi cho phép mình không cần nghe. Chọn đúng là được rồi. Để nếu đầu óc mình đỡ mệt tí là mình làm reading nó còn giỏi. Được chưa? Đấy. Đây là cái mẹo và cái phương pháp làm bài là cực kỳ quan trọng về TOEIC. Nói về TOEIC, đặc biệt là cái phần đọc hiểu. Nhiều người nói là ở nhà em làm điểm cao lắm, lúc đi thi không hiểu sao, không làm được, chắc bị áp lực tâm lý thi sao. Không phải vậy đâu. Bài đọc hiểu á, bài TOEIC đó là cái lượng nghe và đọc của nó cũng không quá khó. Nếu như các bạn làm ấy từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, cũng điểm cao hết ạ. Đấy chứ, điểm cao đặc biệt là phần reading, điểm cao hết ngay. Nhưng mà nếu như bây giờ tự dưng thay vì từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối chỉ có từ 7 giờ đến 8 giờ 15 thôi, có 1 tiếng 15 phút thôi thì có hơn tiếng thôi, mà còn phải toan rồi suýt, tự dưng điểm thấp đi thì chuyện bình thường. Đấy, cho nên là khi học TOEIC thì cũng nhớ là phải luyện tập rất là nhiều. Practice. Đúng không? Luyện tập này. Thế mình luyện tập này mình còn phải thi thử nữa. Thi thử như thật đấy, mình thi mình cũng phải gò mình vào. Thi chỉ có 2 tiếng thôi cũng phải toan theo sheet như bình thường. Xét được bao nhiêu điểm ạ? Và practice này không dưới 3 lần thì chúng ta mới có kinh nghiệm được. Nếu chúng ta đi thi mới tự tin được. Chứ còn nếu như không học kỹ mấy thì kỹ mà các bạn không thi thử ấy, lúc đi thi thật các bạn vẫn sốc bình thường. Đấy, thì đấy là cái kinh nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn. Ở đây 150 câu TOEIC, 150 trên 200. Không có cần ngữ pháp gì hết ạ. Chỉ cần từ vựng thôi. Như vậy là qua cái phần chia sẻ của mình thì mình hy vọng là các bạn nắm được cái chuyện mình học TOEIC á, đúng không? Và mình kém ngữ pháp thì mình có học được TOEIC không? Câu trả lời là hoàn toàn các bạn có thể học được ngay. Bởi vì TOEIC đến 3/4 bài TOEIC chỉ cần từ vựng, mẹo, luyện thi là ok. Và tất nhiên ngữ pháp là những câu mà thi thoảng, những câu cực dễ. Chúng ta cũng không nên vứt bỏ 50 câu còn lại. 50 câu còn lại này chúng ta nằm trong phần part 5 và part 6. Được chưa? 50 câu còn lại này, thật ra đọc hiểu đâu phải lúc nào cũng đúng hết. Mình nói vậy chứ các bạn đúng được 150 câu này 100% thì chắc là cũng cực kỳ là giỏi đấy ạ. Nên thực ra part 7 đọc hiểu này, nhiều bài suy luận toát mồ hôi rất là khó. Cho nên là mình phải có những cái phần này để bù vào. Thì part 5 và part 6 này thì chúng ta là những cái câu hỏi ngữ pháp và một số câu hỏi từ vựng. Nó bao gồm có hai dạng câu hỏi. Một là câu hỏi ngữ pháp, grammar. Và hai là câu hỏi từ vựng. Nhớ là chỗ này lại cũng có cả lượng từ vựng nữa nha. Chứ không phải là chỉ có toàn bộ là câu hỏi ngữ pháp nha. Vẫn có câu từ vựng. Thế nào là câu ngữ pháp và thế nào là câu từ vựng? Ví dụ, câu hỏi ngữ pháp. Ví dụ người ta cho là đáp án A là thì hiện tại đơn, đáp án B là quá khứ, đáp án C là hiện tại hoàn thành, đáp án D là tiếp diễn, điền thì gì vào. Đấy là dạng ngữ pháp về thì của động từ. Đúng không ạ? Hoặc ví dụ như là người ta cho đáp án A, người ta cho tính từ, đáp án B cho trạng từ, đáp án C cho danh từ, đáp án D cho đại từ chẳng hạn. Điền vào đây điền từ gì? Thế đấy là ngữ pháp. Ngữ pháp về cái gì? Ngữ pháp về từ loại. Đúng không ạ? Hoặc ví dụ người ta cho tính từ, người ta cho verb in, người ta lại cho P2, người ta cho to verb. Đấy cũng là dạng ngữ pháp. Ngữ pháp về cái gì ạ? Ngữ pháp về danh động từ hoặc là phân từ, hiện tại phân từ hay là động từ nguyên mẫu.
đúng không ạ? Đấy nhá, thì nó có những cái dạng ngữ pháp, dạng ngữ pháp. Thế thì chúng ta cũng phải học một cái lượng ngữ pháp cần thiết để thi. Thì trong TOEIC ạ, thì thường hay thi nhiều nhất về những cái dạng ngữ pháp sau đây. Cái ngữ pháp đầu tiên đó là hay thi về từ loại, parts of speech. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn ở trên YouTube các bạn có thể tìm bài giảng của mình về parts of speech, rất là ngắn gọn, dễ hiểu, được chưa? Thế nhưng mà bài đấy thì cũng hơi lâu rồi. Sắp tới thì mình dự kiến là mình sẽ quay thêm cái dạng về parts of speech nâng cao hơn. Nếu những bạn mà muốn đạt được cái mức điểm cao, ví dụ 600-700 hơn á, thì các bạn cũng nên xem thêm những cái phần nâng cao hơn. Còn parts of speech ở trên YouTube thì hiện tại mình chỉ có một cái phiên bản mà chỉ ở cái mức độ là khoảng chừng 450 thôi. Đấy, từ loại thì từ loại là gì? Từ loại bao gồm có danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, đúng không? Rồi động từ, đấy, rồi thì liên từ. Đấy, thì đấy là những cái từ loại, chúng ta có 8 từ loại trong tiếng Anh. Từ loại này để mình biết những cái câu hỏi về từ loại, người ta cho danh từ, tính từ, động từ, trạng từ đấy. Mình điền vào đấy, điền từ gì, loại từ gì, đúng không ạ? Thì điền vào cho nó chính xác. Đấy là bài từ loại. Thứ hai, các bạn có thể gặp dạng bài về tenses, về thì. Vậy thì của động từ thì trong tiếng Anh có bao nhiêu thì? Có những cái loại gì, đúng không ạ? Tôi thì có trong cái thì này thì có phải liên quan đến thêm cả câu bị động nữa. Passive voice. Thi thoảng lại thi câu bị động. Bị động hay chủ động? Đấy, một số câu hay nhầm người ta thi vào. Thấy ạ? Loại thứ ba là verbals. Verbals này thì mình sẽ quan tâm đến cái hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ, những cái participle ấy, participle hiện tại phân từ hay là quá khứ phân từ. Ví dụ như là pitu hay là verbing này. Được chưa? Rồi gerund hay là infinitive. Được chưa? Đấy, gerund hay là infinitive. Đấy, người ta gọi là verbals. Thì verbals này cũng thi lúc vài câu. Được chưa? Vài câu. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì đấy, một cái phần cũng rất hay thi đó là các dạng mệnh đề, clauses. Thì trong này chúng ta có mệnh đề danh từ, noun clause. Mệnh đề tính ngữ, người ta gọi mệnh đề tính ngữ hay là mệnh đề quan hệ cũng vậy. Mệnh đề quan hệ, relative clause. Và mệnh đề trạng ngữ, adverbial clause. Mệnh đề này cũng thi rất là nhiều. Và cái sự khác biệt giữa ba cái loại mệnh đề này như thế nào? Và mệnh đề trạng ngữ thì nó còn chia ra rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ. Ví dụ như mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, mệnh đề trạng ngữ chỉ đối lập, although even though đấy. Rồi thì mệnh đề trạng ngữ chỉ so sánh, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, để mục đích, đúng không ạ? Vân vân. Đấy, thế còn mệnh đề quan hệ ví dụ đến who hay who may who hay vân vân như nào, đúng không ạ? Mệnh đề danh từ như thế nào? Mệnh đề danh từ đứng ở đâu? Được chưa? Thì cái phần này là cũng là phần các bạn phải học. Và cái tiếp theo nữa là trong cái phần mệnh đề này thì cũng còn liên quan đến một cái, nói luôn là trong cái này thì cũng phải học luôn cái conjunction, tức là liên từ. Bởi vì khi mình học cái mệnh đề chỉ thời mệnh đề trạng ngữ này, đúng không? Mệnh trạng ngữ thì mệnh đề trạng ngữ là nó bao gồm có mệnh đề phụ mà bổ nghĩa trong mệnh đề, nó gồm có hai mệnh đề. Thì hai mệnh đề này đương nhiên nó phải nối với nhau bởi cái conjunction này, đúng không? Nên là khi mình học clauses thì mình học luôn cả conjunction. Và tiếp theo nữa thì các bạn có thể học về giới từ, preposition. Tiếp theo nữa là các bạn có thể học về giới từ, preposition. Giới từ cũng là những phần cũng khá là hay thi đấy. Preposition, giới từ. Thế thì phần này thì phần này ở phần liên từ là nhiều khi người ta còn không coi đấy là một câu hỏi ngữ pháp mà gần như là câu hỏi từ vựng. Nhiều khi các bạn còn phải dịch các bạn mới điền được cơ. Câu hỏi từ vựng gần như là như vậy. Thế và ngoài ra thì còn một vài những cái dạng cấu trúc đặc biệt khác nữa. Tôi lấy ví dụ như là so sánh, so sánh bằng, so sánh kép, so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Rồi thì so sánh nhiều gấp 2 lần. Được chưa? Đấy, chúng ta có một vài cái dạng so sánh. Hoặc là các bạn cũng có thể gặp cái dạng đó là cái dạng bài cấu trúc với lại cấu trúc câu giả định. Câu giả định. Ví dụ như là mình gặp dạng that should, that somebody should do something chẳng hạn. Đấy là dạng giả định. Có một vài cái cấu trúc nhỏ nhỏ nữa, thi thoảng thi và thi thoảng lại không, mình cũng chẳng biết là khi nào thi khi nào không. Thế thì đấy, đây là những cái thi nhiều nhất. Vậy thì nếu mà thi nhiều nhất ấy thì nó theo thứ tự như sau. Thứ nhất là hay thi nhiều về từ loại. Mình không nghĩ là một cái bài thi TOEIC reading nào mà không có câu hỏi về từ loại, kiểu gì cũng có. Ví dụ như là điền tính từ hay trạng từ, dạng câu này hầu như đề nào cũng có. Thế là các bạn phải học từ loại cực kỳ là vững.
Được chưa? Và nếu như mà part of speech mà ít ít thì có thể lại thêm một vài câu danh động từ hoặc infinitive. Nhưng mà thường thì một trong hai loại này. Đấy chưa? Nó sẽ rơi khoảng tầm độ 7-8 câu gì đấy. Nhiều phết đấy. 7-8 câu gì đấy. Bởi vì riêng từ loại này thì từ loại cũng bao gồm danh từ này, đại từ này, tính từ, trạng từ này. Đúng không? Nhiều mà. Nên là bạn này phải, tôi nghĩ là tầm 7-8 câu. Thậm chí nhiều hơn. Có đề nào mà dễ nhiều hơn thì mừng quá. Phần này là phần dễ. Thế còn thì của động từ ấy, hay câu bị động ấy, thì nó chỉ tầm độ 1-2-3 câu là nhiều. Tôi nghĩ không nhiều đâu ạ. 1-2-3 câu. Thế còn lại là những cái dạng mệnh đề này thì bao dàn trải. Mệnh đề liên từ, giới từ để dàn trải. Nó cũng khoảng tầm độ 7-8 câu gì đấy. Thì nó sẽ chia ra. Có thể là mệnh đề danh từ, mệnh đề quan hệ. Rồi thì mệnh đề trạng ngữ. Nhưng mệnh đề trạng ngữ gì? Nhiều loại mệnh đề trạng ngữ lắm. Liên từ gì? Giới từ gì? Giải rác ra, được chưa? Hoặc là thi thoảng lại thêm một cấu trúc so sánh, hay thêm một cấu trúc giả định gì đấy. Nói chung, loanh quanh tất cả những cái này là những cái mà hay thi ấy. Loanh quanh nó khoảng tầm độ, cả part 5 và part 6 nó khoảng tầm độ 25 đến 27 câu là nhiều, 30 câu là cùng. Nói chung khoảng khoảng này thôi, khoảng này thôi. Thậm chí có một vài cái đề khoai thì tôi thấy có khoảng độ hơn 20 câu một tí tí đấy. Còn đầu toán là câu từ vựng thôi. Câu từ vựng là câu như thế nào ạ? Đáp án A là từ, ví dụ từ beauty. Đáp án B là từ, ví dụ compulsory. Đáp án C là từ regulation. Đáp án D là từ policy. Bốn từ khác nhau hoàn toàn. Chả thấy giống nhau cái gì mà mình thấy bốn từ hoàn toàn khác nhau. Được chưa? Thế thì cái câu đấy thì lại thành câu từ vựng. Mà câu từ vựng đấy thì lại phải dịch. Ngữ pháp thì nhiều khi không cần dịch, nhìn vào hoặc là dịch sơ sơ chúng ta làm được rồi. Mà từ vựng ấy lại phải dịch câu lên, điền liên từ, đúng không ạ? Điền liên từ vào cả hai mệnh đề lên là cũng phải biết là hai mệnh đề này nó như thế nào, ý nghĩa của nó như thế nào thì mình mới điền được vào, đúng không ạ? Cho nên là thật ra tôi nghĩ học dấu ích chứ ngữ pháp nó là cái phần thứ yếu. Chủ yếu là mọi người học từ vựng dịch được là mọi người làm được số ích. Chứ còn ngữ pháp thì nó cũng chỉ có bằng này cái chủ điểm thôi. Và với mỗi một cái chủ điểm thì các bạn nên học cho mình những cái gì nổi bật nhất. Nói về từ loại, những chủ nổi bật nhất là những cái gì. Thứ hai, những cái bài tập mà nó liên quan đến như thế nào. Hầu như đi thi trúng tủ hết đấy ạ. Phần đọc hiểu ấy, hầu như đi thi là trúng thôi. Bởi vì thực ra nó cũng không nhiều để mà trúng nhiều đâu ạ. Được chưa? Nên là cái quan trọng hơn, các bạn học cho mình nghe với lại đọc hiểu này. Hai cái này là cái khó và tương đối phức tạp. Mọi người cần phải học rất cẩn thận. Kể cả mẹo, phương pháp thi, rồi tất cả mọi cái mọi người phải học rất là nhiều. Mỗi một thầy cô giáo thì có những cái phương pháp riêng. Mình có những phương pháp rất riêng về cái cách học như thế nào. Nhưng hơn cả đó là trên một cái nền từ vựng rất là chắc chắn. Để học từ vựng như thế nào cho tốt. Đây sẽ là cái nội dung cuối cùng mình chia sẻ với các bạn trong video clip này về cái phương pháp luyện thi số X là thế nào cho tốt. Đây sẽ là cái nội dung cuối cùng. Phương pháp học từ vựng. Phương pháp học từ vựng như thế nào? Thì các bạn phải lưu ý như sau này. Các bạn hãy tưởng tượng, bây giờ các bạn đang rất là khó học từ mới, đúng không ạ? Tại sao các bạn lại cảm thấy khó học ạ? Các bạn học rồi các bạn lại quên, đúng không ạ? Học rồi lại quên. Thứ hai là nhiều quá, nhớ được từ này, từ khác lại cũng không biết ạ. Nản, đúng không ạ? Có vài bệnh như vậy. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết từng bệnh một. Bệnh đầu tiên đó là bệnh nản. Bệnh nản đấy rất là dễ chữa. Nhất là các bạn biết rằng là tiếng Anh, nếu như mà nói về một cái từ điển tiếng Anh, chúng ta có một cái từ điển dày, rất dày, đúng không ạ? Và tôi nghĩ là cả đời tôi cũng không thuộc hết được cái cuốn từ điển đấy. Tôi chỉ học được một cái lượng từ vựng có lẽ là nhiều hơn người khác, để tôi được điểm cao hơn người khác đủ nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà tôi không nghĩ là tôi sẽ học được hết được cuốn từ điển đấy đâu. Kinh hoàng, quá nhiều, đúng không ạ? Với thứ hai là mình cũng quên đi mất nữa. Quên đi. Và người ta nói rằng là nếu như mà bạn không học tiếng Anh thường xuyên, không sử dụng tiếng Anh thường xuyên, thì các bạn sau 2 năm các bạn có thể quên đi rất là nhiều. Đấy là chuyện có thật. Và tôi cũng bị quên đi những cái từ mà tôi cũng phải học đi học lại. Học đi học lại, nếu không là tôi cũng quên luôn. Quên luôn. Được chưa? Thế thì cũng lưu ý cho mình là một cái bài thi, ví dụ như là cái HTWC, TOEFL hay là IELTS, người ta có giá trị trong vòng 2 năm. Vì người ta nói là sau 2 năm thì các bạn có thể quên đi rất nhiều rồi. Được chưa? Với tiếng Anh 2 năm là có thể là từ chỗ khá khá đến chỗ xuống mức gọi là elementary, hoặc thậm chí là về mò luôn, không còn gì nữa luôn. Được chưa? Cho nên là các bạn lưu ý tiếng Anh có thể là mình phải học một quá trình rất là dài. Mình học rất là dài. Mình có khi phải học đi học lại
và mình còn phải tự tạo một cái môi trường học tiếng Anh để các bạn biết từ này, biết từ kia, mình còn dùng đến nó, mình còn nhớ, chứ mình không dùng với nó mình không nhớ nữa. Đúng chưa? Thứ hai là chuyện quên là chuyện thường. Bởi vì là chúng ta học vào nhưng mà lâu lâu chúng ta không dùng đến nó, chúng ta lại quên. Thì sau này nếu như gặp lại thì lại học lại, chuyện bình thường. Vậy thì thay vì nản thì các bạn nên xác định ngay từ đầu chúng ta hoàn toàn có thể quên. Quên là chuyện bình thường. Đấy. Và có thể nhiều người lại muốn là cô em mà muốn học tiếng Anh TOEIC, em muốn học trong khoảng độ tiếng tháng rưỡi mà em muốn được khoảng độ 600 TOEIC. Thì kinh quá. Được chưa? Thì cô cũng có một cái yêu cầu là cô hoàn toàn có thể dạy được cho em trong một tháng rưỡi lên 600 TOEIC với điều kiện là mỗi ngày em học cho cô được 100 từ mới, em không được quên từ nào. Được chưa? Đấy, phải có điều kiện nhỉ. Đúng không? Điều kiện đấy bạn có đảm bảo được không? Không. Em không phải là siêu nhân, em không nhớ được 100 từ một ngày thì làm sao một tháng rưỡi em học được 600 TOEIC? Được chưa? Thế cho nên là mình xác định ngay từ đầu như vậy thì mình xác định là mình thời gian mình học mình dài ra. Và các bạn có thể là học từ này hôm nay nhưng mà ngày mai quên hôm sau lại học lại, không vấn đề gì hết. Ngày mai quên ngày sau nữa lại học lại. Mà lại còn liên quan đến người trí nhớ tốt và người trí nhớ không tốt. Nếu mà bạn trí nhớ không tốt thì có thể bạn tôi học 5 lần thì nhớ, đúng không ạ? Anh trai tôi học phải 10 lần mới nhớ. Nhưng mà mẹ tôi là phải học đến 20 lần mẹ tôi mới nhớ. Đúng không ạ? Bạn thậm chí là bạn 25 lần bạn mới nhớ, nhưng không vấn đề gì hết. Đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể là phải học rất nhiều lần, nhưng vấn đề là mình biết trước là mình có thể học nhiều lần rồi thì kệ nó, nhớ đến đâu thì nhớ. Các bạn đừng có bị quá focus vào cái chuyện, quá tập trung vào cái chuyện là sao mình không nhớ được. Nó tự làm giảm cái khả năng của các bạn đi. Các bạn cứ tự nhiên luôn từ đầu là kiểu gì mình không nhớ được mình sẽ học lại, mình sẽ nhớ đi nhớ lại, mình sẽ gặp nó khoảng tầm 100 lần. Nhớ luôn. Được chưa? Xác định ngay từ đầu như thế cho nó nhẹ nhàng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đấy là về nguyên lý khi mà mình học từ vựng ấy. Thì các bạn lưu ý dùm mình là các bạn hãy tưởng tượng khi các bạn học từ mới, giống như hôm nay khi các bạn xem video clip này, các bạn gặp cô Phương lần đầu tiên. Có người gặp tôi mấy lần rồi, xem rồi, có người cũng chưa xem lần nào, đúng không ạ? Thì mình hãy tưởng tượng ra là đây là lần đầu tiên mình gặp cô Phương, cũng giống như là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy một từ mới nào đấy. Thì các bạn suy nghĩ gì? Đúng không? Các bạn làm sao để các bạn nhớ được cô Phương đây ạ? Làm sao để nhớ được ạ? Đấy, cái thứ nhất là như sau. Nếu như với một từ mới hoặc với cô Phương này, đúng không ạ? Các bạn nhớ là gặp cô Phương ở đâu? Thứ nhất, gặp cô Phương ở, ví dụ trong video clip về đại khái cái gì mà TOEIC gì đấy, đúng không ạ? Không nhớ mấy, đại khái là TOEIC hoặc thậm chí là hình như là cô giáo dạy tiếng Anh. Là ok rồi, các bạn nhớ, có ấn tượng rồi. Các bạn biết là gặp ở đâu trong hoàn cảnh nào. Thứ hai là cô này có ấn tượng gì không? Đấy ạ, ấn tượng tốt đừng mà ấn tượng xấu cũng không sao. Ví dụ, nói nhiều ấy. Đấy ạ, nói nhiều. Nói nhanh, nói nhiều. Có ấn tượng thì tôi đảm bảo các bạn nhớ tôi hơi bị lâu. Cực kỳ nhớ luôn. Gặp ở đâu? Nói về video clip về tiếng Anh. Thứ hai là nói nhiều kinh. Đấy ạ, cực kỳ nhớ nhá. Hay với một từ mới cũng thế. Ví dụ như là veil. Từ này nghĩa là gì? Chả biết nghĩa là gì. Được chưa? Thế là veil này, nó có nghĩa là ví dụ khi các bạn sang các nước Hồi giáo ấy thì là người phụ nữ có một cái veil, tức là gì đấy ạ? Cái mạng che mặt. Đấy, nhớ về cái hình tượng đấy được chưa? Nên lập tức nhớ ngay là veil này là mạng che mặt. Các bạn tin không? Các bạn nhớ được luôn đấy ạ. Nhớ luôn veil này nhá. Hoặc ví dụ như là bây giờ các bạn đi ra đường, những cái chỗ xây dựng ấy nó hay có những cái veil nó che đi, tức là như có những cái che để nó che đi họ xây dựng bên trong, đúng không? Để nó đỡ mất mỹ quan, đấy gọi là veil. Được chưa? Hoặc ví dụ trong TOEIC, từ này dùng trong TOEIC rất nhiều ở cái dạng là động từ to unveil. Các bạn biết là tiền tố ăn thì thường mang nghĩa đối lập, đúng không? Ví dụ happy là vui vẻ, unhappy là không vui, đúng không ạ? Bây giờ veil là che, mạng che mặt. Bây giờ unveil là gì ạ? Mở ra, đúng không? Mở ra, hé lộ ra, họ mở ra, họ lộ ra, họ tiết lộ, họ công bố, đúng không? Ví dụ có thể nói là they unveil their plans. They unveil their plans. Họ tiết lộ kế hoạch, đúng không? They have just unveiled their plan to invest in Vietnam. Họ vừa mới hé lộ kế hoạch của họ là đầu tư vào Việt Nam. Thấy không? Một từ mới đầu rất là ghê gớm, nhưng bây giờ lại thấy đơn giản. Được chưa? Các bạn phải nhớ là các bạn gặp từ đấy ở đâu, nghĩa gì, rồi nó ấn tượng gì không, có ấn tượng gì không, từ này nó liên kết với từ kia ra làm sao. Hoặc thậm chí là các bạn học theo cái dạng là word family, họ của từ. Đấy, veil vừa rồi mình học thêm cả unveil này. Đúng không? Veil vừa là danh từ mạng che mặt, vừa là động từ luôn, là động từ trái nghĩa là unveil này, đúng không? Hoặc các bạn học thành câu, ví dụ như là they have just unveiled their plan to invest in Vietnam.
cả câu luôn, học theo cả câu, nhớ cái câu đấy, thế là nhớ được luôn là cái gì mà họ tiết lộ kế hoạch, đúng không? Họ công bố kế hoạch sẽ đầu tư ở Việt Nam, mấy từ luôn, plan này, tu này, invest này, in này, vừa học được cả plan tu xong là invest in, học quá nhiều luôn. Nhớ theo một cái ví dụ ấy, mình nhớ trong một cái hoàn cảnh, một cái ví dụ, một cái ấn tượng, bao giờ các bạn cũng rất là dễ nhớ một cái từ mới, được chưa? Thế nên là tại sao mà người ta nói là các bạn nên học từ vựng, người ta cổ vũ cái phong trào học từ vựng qua phim, với học từ vựng qua bài hát tiếng Anh, với học từ vựng qua bản tin. Tại sao lại nên học như thế ạ? Tại sao nên học như vậy? Bởi vì là học qua phim hay là học qua bản tin hay là học qua bài hát tiếng Anh, các bạn có hứng thú hơn, các bạn có ấn tượng hơn, và các bạn nhớ cái đấy nó trong một cái hoàn cảnh nào. Ví dụ bây giờ bạn thích cái bài hát này, các bạn hát theo cái bài hát này, các bạn hiểu, cố gắng tìm hiểu nghĩa của nó là gì. Khi các bạn hát nhiều lần, các bạn nhớ từ đấy, đúng không ạ? Hôm qua phim, các bạn xem bộ phim, các bạn thích cái hành động đấy, cái trong đấy nó có cái từ đấy, rồi từ đấy các bạn có một cái ấn tượng, các bạn thích bộ phim, đúng không ạ? Bạn nhớ bộ phim đấy, bạn nhớ hành động theo cái ấn tượng đó, thì các bạn nhớ hơn. Bản tin cũng thế, bản tin nó thường có một cái nội dung nào đấy, khi bạn hiểu nội dung của bản tin đấy thì các bạn cũng nhớ cái từ vựng theo đó luôn. Nên là người ta rất cổ vũ cái phong trào là học tiếng Anh qua bài hát, học tiếng Anh qua bản tin, học tiếng Anh qua phim, vì đơn giản là nó có một cái ấn tượng sâu sắc đối với bạn, gây hứng thú với bạn, các bạn có hứng, các bạn dễ học hơn. Nên là học tiếng Anh quan trọng nhất là có hứng thú, có cái, nếu mà không có hứng thú thì là phải có động lực lớn, nghĩa đấy, thì là các bạn rất là nhanh giỏi đối với môn học này. Tôi tự nhận là tôi là người không thông minh. Ngày xưa tôi đi học, cô giáo dạy lớp bảo tôi, nói là nói với cả mẹ tôi, nói là con nhà chị không thông minh, đấy ạ. Thì tôi cũng ngậm ngùi thôi, tôi là người hoàn toàn không thông minh. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi là một người khá thành công với các bài thi tiếng Anh, bài thi nào cũng điểm cao. Thế chẳng biết là đến thời điểm này thì nếu như gặp lại tôi thì cô ấy sẽ có thay đổi quan điểm hay không, tôi cũng không biết. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng là không cần phải thông minh lắm, chỉ cần có động lực cao thôi ạ. Với thứ hai là mình biết phương pháp, hoàn toàn có thể thành công ở môn học tiếng Anh này. Bây giờ nói một cái cuối cùng nhá, nói về từ vựng, vẫn là từ vựng. Nếu mà các bạn không nhớ được một từ vựng, bởi vì các bạn không ấn tượng gì với từ đấy cả, các bạn gặp cô Phương các bạn chả ấn tượng gì, chả biết cô nói về cái gì, được chưa? Không ấn tượng gì, không tốt, không xấu, không ấn tượng gì hết, được chưa? Nhưng hôm nay các bạn gặp tôi lần đầu tiên, đúng không ạ? Các bạn nghe một lần, nãy giờ là nghe hơi nhiều ấy, đúng không ạ? Ngày mai các bạn lại gặp lại tôi, có thể là trong một cái bài giảng nào đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc ngày kia các bạn lại gặp tôi, lại như thế nào đấy, một bài giảng khác, thì vô tình chung khoảng tầm độ, tôi nghĩ là dưới một tuần, gặp liên tục mỗi ngày, hoặc thậm chí là hai tuần đi ạ, là các bạn cũng nhớ, chán được gì, không cần ấn tượng, ngày nào cũng gặp, là các bạn cũng nhớ. Cho nên là với cách này các bạn cũng có thể tìm một số cái phần mềm. Tôi thấy là một là các bạn chăm chỉ thì các bạn viết ra những cái sổ tay, mỗi ngày mình nhìn một ít, mỗi ngày mình xem một ít. Ngày xưa giáo viên dạy tiếng Anh của tôi thì thầy bắt viết từ mới vào sổ, xong bắt đầu ngồi học liên tục vài tháng liền, một đống từ mới luôn mà chả ấn tượng gì là một. Thứ hai là một đống từ cực kỳ nhiều, cực kỳ nan giải vẫn học được hết, chả cần ấn tượng, chả cần ấn tượng, chả cần biết là nó câu cú như nào. Học mỗi cái này nghĩa là tiết lộ, được chưa? Mỗi thế thôi. Mà học liên tục ngày nào qua ngày khác ấy ạ, ngày này qua ngày khác, vẫn nhớ đấy các bạn ạ. Đấy, chứ chưa nói là bây giờ mình học còn theo kiểu là phải ấn tượng gì ở đâu, câu như nào, câu cú làm sao. Không nghĩ các bạn học nhanh hơn nhiều. Vậy cho nên chốt lại, nói về vấn đề học từ vựng, đầu tiên là đừng bao giờ nản. Học tiếng Anh đừng nói chuyện nản, chúng ta học cả đời luôn ạ. Cái thứ hai là mình học từ vựng thì mình học lặp đi lặp lại, nhớ lại quên quên thì lại nhớ thôi, đúng không ạ? Thứ ba là mình học một từ ấy nên trong một cái ngữ cảnh nhất định, những cảnh nào, gặp ở đâu, nghĩa là gì, và cái hoàn cảnh như thế nào, câu như thế nào, cả câu của nó như thế nào, cả cụm như thế nào. Từ từ đấy thì các từ trong cùng một cái họ với nhau nó có những từ gì. Các bạn cứ học cách đó cho mình thì các bạn sẽ rất là tiến bộ về vấn đề từ vựng. Từ vựng tiếng Anh rất là nhiều. Nếu như bây giờ hôm nay học về chữ X thì lưu ý là nên học từ vựng dành riêng cho bài thi này, chứ còn học lan man, ví dụ như là học tiếng Anh qua bài hát, qua phim, qua bản tin thì có thể cũng rất là thú vị và rất là tốt. Thế nhưng mà nó chẳng liên quan đến TOEIC thì mình học TOEIC mình không có lợi, và mình không biết bao giờ mình mới được 600 hoặc 800 TOEIC, được chưa? Cho nên là mình cũng phải có chiến lược của mình, chiến lược riêng của mình. Học TOEIC mình phải đi sâu vào TOEIC, mình xong TOEIC thì mình lại học qua cái khác,
Không, và các bạn học hết tất cả các dạng bài thi cần thiết cho công việc rồi, tất cả mọi cái rồi, thì học trong giao tiếp, vân vân, tất cả mọi cái. Thì đấy là một vài cái quan điểm cá nhân riêng của mình về cái phương pháp tiếp cận với bài thi TOEIC, thì cũng hy vọng video clip này có ích cho các bạn. Mình là Vũ Mai Phương, giám đốc trung tâm và giảng viên tại Trung tâm Ngoại ngữ 24 giờ. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn học tốt và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.